Từ trước lớp 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta cùng học tiếng Trung qua một câu chuyện viết về một điều rất đơn giản trong cuộc sống nhưng mà nó lại có cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Đó là câu chuyện trọng chén trả lại tiền thừa. Tức là khi chúng ta đi mua hàng, chúng ta trả một đồng tiền to và người bán hàng sẽ trả lại tiền lẻ cho chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ cùng đọc và phân tích từng câu của câu chuyện ngày hôm nay nhé. 下班以后, 天都快黑了, 我想顺便买点菜, 带回家。 就像一个菜摊走去, 下班以后, sau khi tan ca, 天都快黑了, trời đã sắp tối rồi. Tâu ở đây dùng để nhấn mạnh vào thời gian muộn. 我想, tôi muốn, 顺便, tiện thể, 买点菜, mua một ít đồ ăn, 带回家, mang về nhà. 就像一个菜摊走去, 像什么什么走去, tức là đi về phía nào đó. 菜摊 là cửa hàng rau. 就像一个菜摊走去, bèn đi tới một cửa hàng rau. 下班以后,天都快黑了,我想顺便买点菜,带回家, 就像一个菜摊走去. 卖菜的是一个小伙子, 卖菜的, người bán rau, 是一个, là một, 小伙子, cậu thanh niên. 卖菜的是一个小伙子. 问了价钱以后,我拿起一把菜,对他说,把这些菜给我称一下。问了价钱以后,以后 sau khi, 问了,hỏi,价钱,giá cả,我拿起, là tôi cầm cái gì đó lên, 一把菜, một bó rau, 对他说, nói với cậu ấy, 把这些菜给我称一下, cân chỗ rau này cho tôi một chút. Trông là cân. 问了价钱以后, 我拿起一把菜, 对他说, 把这些菜给我称一下. 您给三块吧, 他称了以后说, 您给三块吧, anh đưa 3 tệ nhé. 他称了以后, cậu ấy sau khi cân xong, 说 và nói. 您给三块吧, 他称了以后说. 给 chào ba, 我给了他一张十元的钱. Cậy, gửi cậu, chào ba, trả lại tiền thừa nhé. 我给了他, tôi đưa cho cậu ấy, 一张十元的钱, một đồng tiền 10 tệ. Cậy, chào ba, 我给了他一张十元的钱. 您没零钱吗? Tha vận. 您没零钱吗? Anh không có tiền lẻ à? Lính chén là tiền lẻ. Tha vận, cậu ấy hỏi. Nín mấy lính chén ma? Tha vận. Mấy hiểu lợ, chiêu chưa y trang. Mấy hiểu lợ, không còn. Chiêu chưa y trang, chỉ có mỗi tờ này thôi. Mấy hiểu lợ, chiêu chưa y trang. Tha chảo lợ bàn thiên, trái bá y bá lính chén, phang tạo ở xấu lị xua. Nín sủ y sủ, câu ma? Tha chảo lợ bàn thiên, anh ấy tìm một lúc lâu. Trái mới, bả y bả lính chén, phang tạo ở xấu lỉ. Câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước. Phang đặt, y bả lính chén, một mớ tiền lẻ. Tạo tới, ở xấu lỉ trong tay tôi. Xua và nói, nín sủ y sủ, anh đếm một chút xem. Câu ma đã đủ chưa? Tha chảo lỡ bàn thiên, trái bả y bả lính chén, phang tạo ở xấu lỉ xua. Nín sủ y sủ, câu ma? 我接过钱,没有数, 往口袋里一塞, 拿起菜,骑上车就走了。 我接过钱, tôi nhận lấy tiền, 没有数, không đếm, 往口袋里一塞, sai là nhét, 口袋 là túi áo, 往口袋里一塞, nhét vào trong túi áo, 拿起菜, cầm lấy rau, 骑上车就走了。 Chí sang chưa, leo lên xe đạp, chiều chậu lợ và đi về luôn. Ủa chia của chén, mấy yếu sủ, quán khẩu tài lý y sai, ná chỉ chạy, chí sang chưa, chiều chậu lợ. Chí lợ ý hỏi, của khu rán chế đợ bù tuổi, chiều xiang, thà chảo lợ ủa tua sọ chén à, của chúng chưa sang xe lại. Chí lợ ý hỏi, đi được một lúc, của khu rán, tôi bỗng nhiên, chế tờ bú tuổi cảm thấy không đúng. Chiều xiảng liền nghĩ,
Tha chảo lơ ủa, cậu ấy đã trả lại mình. Tua sảo chén à, bao nhiêu tiền nhỉ? Ủa chúng chơ sang xe lại, tôi từ trên xe bước xuống. Chí lơ ý khuẩy, ủa chế tờ bú tuổi. Chiều sáng, tha chảo lơ ủa tua sảo chén à, ủa chúng chơ sang xe lại. Chúng khẩu tài lý, bà chén ná chú lại, rân chân tờ sủ lơ sủ. Xiao hỏa zi chảo ủa lơ 97 yuán, tua chảo gây ủa 90 块钱. Chúng khẩu tài lý, từ trong túi, bà chén ná chú lại, lấy tiền ra. Rân chân tờ là làm gì đó một cách kỹ càng hoặc cẩn thận. Sủ lơ sủ, đếm. Xiao hỏa zi, cậu thanh niên, chảo ủa lơ đã trả lại tôi 97 yuán, 97 tệ. Tua chảo gây ủa đã trả thừa cho tôi 90 khoai chén, 90 tệ, tức là khoảng 300.000 tiền Việt. Chúng khẩu tài lý, bà chén ná chú lại, rân chân tờ sủ lơ sủ. Xéo hủa zi chảo ủa lơ 97 yuán, tua chảo gây ủa 90 khoai chén. Hái huế chư bù huế chư nơ, ý chinh chấu chơ mờ yuán lơ. Hái huế chư bù huế chư nơ, có quay lại hay không đây? Ý chinh chấu chơ mờ yuán lơ, đã đi xa thế này rồi. Hái huế chư bù huế chư nơ, ý chinh chấu chơ mờ yuán lơ. 就在我这么想的时候，脸上马上觉得发热。就在什么什么的时候呢？ngay đúng vào lúc gì đó. 我这么想的， tôi nghĩ như vậy. 脸上trên mặt，马上lập tức， 觉得cảm thấy， 发热nóng bừng lên. 就在我这么想的时候，脸上马上觉得发热。我怎么会有这种不好的想法？我的心也变坏了吗？我怎么会？ sao tôi lại có thể 有这种不好的想法？我怎么？ sao tôi lại 会有？ có thể có 这种不好的想法？ 想法 là suy nghĩ， 不好 không tốt。 我怎么会有这种不好的想法？ sao tôi lại có thể có suy nghĩ không tốt như vậy？ 我的心，trái tim tôi。也变坏了吗？cũng trở nên xấu xa rồi sao? 我怎么会有这种不好的想法？我的心也变坏了吗？想到这，就立刻骑上车回去找那个卖菜的小伙子。想到这， nghĩ đến đây， 就立刻， bèn lập tức， 骑上车， lên xe đạp， 回去， quay lại。找那个卖菜的小伙子， tìm cậu thanh niên bán rau đó. 想到这就立刻骑上车回去找那个卖菜的小伙子。天已经黑了，我远远看见那个小伙子正准备走，就跑过去把他叫住。喂，等一下。天已经黑了，trời đã tối rồi。我远远的呢，对的当下看见你抬那个小伙子，狗他念的正准备走，当准备下飞，就跑过去，连在对，把他叫住，怪狗哎，等来，喂，等一下，那你等一下，天已经黑了，我远远看见那个小伙子正准备走，就跑过去，把他叫住，喂。等一下，怎么了？小伙子问我。怎么了？骚贼啊！小伙子问我。狗太念好对。怎么了？小伙子问我。你把钱找错了。找了咱来电车，钱了电错了人。你把钱找错了。你把钱找错了，狗家人电车rồi。你把钱找错了。少找了吗？少了thiếu hoặc là ít， 少找了吗？ chả thiếu ạ。 不， 你多找了。 多了nhiều hoặc là thừa。 不， không， 你多找了， cậu chả thừa rồi。 不会吧？ 不会吧？ khi người ta ngạc nhiên hoặc người ta thấy một cái điều gì đó là khó tin thì người ta sẽ nói là 不会吧， nghĩa là không thể nào。 怎么不会呢？你把我给你的十块钱看成一百块的了。怎么不会呢？sao lại không chứ?
Lý bà ủa cấy nỉ tờ sứ khoai chén khan chấn y bãi khoai tờ lợ. Đây là câu chữ bà, chúng ta sẽ dịch động từ trước. Khan nhìn ủa cấy nỉ tờ sứ khoai chén, đây là cụm danh từ. Sứ khoai chén đồng 10 tệ, ủa cấy nỉ tờ mà tôi đưa cho cậu. Chấn thành y bãi khoai tờ lợ, đồng 100 tệ rồi. Dẫn mơ bú khuê nơ, lý bà ủa cấy nỉ tờ sứ khoai chén khan chấn y bãi khoai tờ lợ. Ủa xua cậy, 这是你多找的90块钱. 我把多找的钱还给他. 我说, tôi nói, 给, gửi câu. 这是, đây là, 你多找的90块钱. Đây là cụm danh từ. 90块钱, 90 tệ. 你多找的, mà cậu trả thừa. 我把多找的钱还给他. 我, tôi, 还给他, trả lại cho cậu ấy. 多找的钱, số tiền trả thừa. 我说给这是你多找的90块钱. 我把多找的钱还给他. 他有点不太相信的把钱接过去. 很快就感激的对我说. 谢谢了,大哥, 谢谢你了, 你真是好人. 他,狗ấy,把钱接过去, nhận lại tiền. 有点不太相信的, với một vẻ không tin cho lắm. Hẳn khoai, ngay sau đó, chiêu cản chi đỡ, liền cảm kích, tôi ủa xua, nói với tôi, xìa xìa lỡ, cảm ơn, ta cơ, xìa xìa nỉ lỡ, cảm ơn anh, nỉ chân sư hảo lấn, anh đúng là người tốt. Tha yếu tiểu bú thai xiên xin đỡ, bả chén, chia của chỉ, hẳn khoai, chiêu cản chi đỡ, tôi ủa xua, xìa xìa lỡ, ta cơ, xìa xìa nỉ lỡ, nỉ chân sư hảo lấn. Ủa mấy yếu xua hoa, 骑上车就走了。我没有说话, tôi không nói gì. 骑上车, leo lên xe, 就走了, ra về. 我没有说话, 骑上车就走了。这时, 我心里才觉得轻松了。这时, lúc này, 我心里, trong lòng tôi, 才觉得, mới cảm thấy, 轻松了, nhẹ nhõm. 这时, 我心里才觉得轻松了. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã phân tích xong từng câu của câu chuyện ngày hôm nay rồi. Một câu chuyện về một tình huống rất đơn giản trong cuộc sống nhưng cũng rất ý nghĩa, phải không các bạn? Bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe và đọc lại theo bạn Linh Chí Yên nhé. Bye bye! 下班以后,天都快黑了,我想顺便买点菜带回家,就像一个菜摊走去。卖菜的是一个小伙子。 问了价钱以后,我拿起一把菜,对他说,把这些菜给我称一下,您给3块吧。他称了以后说,给,找吧。我给了他1张10元的钱。您没零钱吗?他问。没有了,就这一张。 他找了半天,才把100零钱放到我手里说,您数一数,够吗?我接过钱没有数,往口袋里一塞,拿起菜,骑上车就走了。骑了一会儿,我忽然觉得不对,就想,他找了我多少钱啊?我从车上下来。 从口袋里把钱拿出来认真地数了数，小伙子找了我97元，多找给我90块钱，还回不回去呢？已经走了这么远了。就在我这么想的时候，脸上马上觉得发热。我怎么会有这种不好的想法？我的心 也变坏了吗？想到这儿，就立刻骑上车回去找那个卖菜的小伙子。天已经黑了，我远远看见那个小伙子正准备走，就跑过去把他叫住：“喂，等一下！”“怎么了？”小伙子问我。“你把钱找错了。”“少找了吗？”“不。”
你多找啦，不会吧？怎么不会呢？你把我给你的十块钱看成100块的啦。我说，给，这是你多找的90块钱，我把多找的钱还给他。他有点不太相信的把钱接过去，很快就感激的对我说。 谢谢了，大哥，谢谢你了，你真是好人。我没有说话，骑上车就走了，这时我心里才觉得轻松了。